born with a silver spoon in my mouth. I run my own firm. I'm very happy with my life. McMafia là một bộ phim truyền hình về tội phạm của Anh, được đạo diễn bởi Jim Watkins, người được biết đến nhiều nhất qua tác phẩm kinh dị The Woman in Black. Lấy cảm hứng từ cuốn sách McMafia, A Journey Through the Global Criminal Underworld của Misha Glenny, McMafia theo chân Alex Godman, một nhà đầu tư tài chính và là con trai của Dmitry Godman, một cựu mafia Nga đang sống lưu vong tại Anh Quốc. Trái ngược với quá khứ đen tối của gia đình, cũng như sự cám dỗ của những đồng tiền bẩn, Alex vẫn gây dựng và duy trì được một cơ ngơi vững chắc và sạch sẽ. Tuy vậy, một biến cố bất ngờ xảy ra và Alex buộc phải dấn thân vào giới tội phạm và hợp tác với Semiyon Kleiman, một doanh nhân mờ ám với vỏ bọc của một chính trị gia để bảo vệ gia đình anh. Vậy, đâu là những cái hay của McMafia và đâu là những điều mà bộ phim đáng ra có thể làm tốt hơn? Tất cả sẽ được mình giải đáp trong video ngày hôm nay. Như thường lệ thì video này sẽ được chia thành hai phần. Phần đầu là những ưu điểm của McMafia và phần sau là những vấn đề của series. Phần này chắc chắn sẽ có spoilers. Ok, bắt đầu thôi. I'm a banker, not a gangster. Ưu điểm đầu tiên của McMafia có lẽ chính là sức nặng trong những gì mà bộ phim truyền tải. Lấy bối cảnh của thế giới ngầm, McMafia mang đến những vấn đề khác nhau, từ việc hối lộ quan chức ở Ấn Độ, sự lũng đoạn trong hệ thống xã hội ở Nga và Cộng hòa Séc, cho đến những vấn nạn toàn cầu như rửa tiền hay buôn người. Tất cả đều được đưa vào phim với sự chân thực nhất định, nhằm lột tả một thế giới trần trụi, tàn nhẫn với đồng tiền đều đỏ lên hàng đầu. Phần lời thoại đã đơn giản hóa rất nhiều những khái niệm phức tạp liên quan đến kinh tế hay đầu tư và làm cho những người xem dù không có một chút kiến thức nền nào như mình cũng có thể nắm bắt được. Tương tự, những cuộc đối thoại trong phim luôn chứa đựng nhiều ẩn ý cũng như sức nặng để góp phần khắc họa tính cách nhân vật, đặc biệt là trong tập đầu tiên. Hi, darling. There's someone at the door. I'll call you. Get away from the door, Mama. Điều thành công thứ hai của McMafia đó là dynamic, hay là sự tương tác giữa các nhân vật, đặc biệt là trong gia đình nhà Godman. Dường như mỗi người trong số họ đều đang phải vật lộn với những vấn đề cá nhân. Từ Dmitry là chứng nghiện rượu cũng như một mối quan hệ ngoài luồng, Oksana với nỗi nhớ nhà được ngụy trang bằng việc mua sắm vô tội vạ, cho đến Katia với việc lạm dụng chất kích thích. Điều này được tận dụng một cách triệt để khi nó vừa là tiền đề cho những sự việc tiếp theo, vừa nhấn mạnh tầm quan trọng của hai chữ gia đình trong series. Rebecca, bạn gái của Alex, cũng là một mảnh ghép thú vị trong phim khi sự chuyển biến tâm lý của cô được khắc họa một cách tương đối tự nhiên. Tuy vậy, thì nhân vật này lại tồn tại một vài vấn đề mà chút nữa chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận ở phía bên dưới. Những nhân vật khác, từ Vadim, Semiyon Kleiman cho đến tay vệ sĩ Joseph, đều được đầu tư tương đối về tính cách cũng như mục đích để tạo ra sự kết nối đến những sự kiện trong phim. Đa số các nhân vật phụ trong McMafia đều hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách xuất sắc. Đầu tiên là Merab Ninidze trong vai Vadim Kaliagin. Không biết các bạn thấy thế nào, chứ mình thấy ông này và Kevin Spacey có khá nhiều điểm chung, từ khuôn mặt, vóc dáng cho đến tính cách trong những vai diễn của họ. Merab đã mang lại cho người xem một ông trùm mafia quyền lực và tàn nhẫn, nhưng cũng đồng thời là một người cha gần gũi và hết mực yêu thương con. Thứ hai là màn thể hiện của Alexey Serebryakov trong vai Dmitry Godman, một người đàn ông vẫn chưa thể buông bỏ quá khứ và phải tìm đến rượu như một sự giải thoát tạm thời. Diễn xuất của Alexey trong những phân cảnh đau buồn và tuyệt vọng là xuất sắc, và mình thực sự bị xúc động ở khoảnh khắc mà Dmitry nói với Alex rằng ông không thể hoàn thành lời hứa với mẹ. Các nhân vật khác, từ Semiyon Kleiman với sự khó đoán, Ilya với lòng trung thành, Hadley với tham vọng trở thành kẻ đứng đầu ở Mumbai, đều có những màn thể hiện tốt trong việc tạo ra những cá tính riêng cho từng nhân vật. Then why you worry about my security now? I don't visit tax havens and offshore sinkholes to launder some corrupt politicians' dirty money. Đây là phần sẽ tiết lộ phần lớn diễn biến của McMafia. Vậy nên, đây coi như sẽ là cảnh báo spoilers cho những bạn chưa xem. Còn nếu bạn đã xem hết series hoặc không quan tâm tới spoilers thì ok, bắt đầu thôi. Vấn đề đầu tiên của McMafia đó là tempo hay nhịp độ của bộ phim. Người xem có thể dễ dàng cảm nhận là series diễn biến quá chậm trong nửa đầu. Đặc biệt là có những chi tiết được đưa vào phim như chỉ để lấp đầy thời gian, chứ thực sự không có ý nghĩa hay tầm ảnh hưởng tới câu chuyện, ví dụ như cái thai của Rebecca hay ý định thực sự của Antonio với cô. Ba tập cuối, ngược lại, lại diễn biến nhanh và có thể khiến người xem gặp vấn đề trong việc nắm bắt tất cả các tình tiết trong phim. Mối quan hệ giữa Alex và Rebecca chiếm khá nhiều thời gian nhưng lại không có tác dụng nhiều trong việc thúc đẩy mạch truyện. Trong vai diễn mang âm hưởng của Michael Corleone, James Norton nhìn chung đã hoàn thành tròn trịa vai diễn của mình. Tuy vậy, vấn đề của nhân vật này là khá lớn khi sự thay đổi của Alex từ một The Only Honest Banker trở thành một tay mafia tàn nhẫn, theo mình là chưa đủ thuyết phục. Cụ thể, Alex gần như không có bất kỳ một sự đấu tranh tâm lý nào khi anh quyết định bắt tay với Semiyon Kleiman. Tệ hơn, khi biết hành động của mình đã gián tiếp làm Rebecca bị trúng đạn và lấy đi đứa con của hai người, Alex vẫn không hề cho thấy bất cứ sự dằn vặt nào trong cảm xúc. Điều này rõ ràng là mâu thuẫn, đầu tiên là với tính cách của Alex khi anh đã giữ khoảng cách tối đa về quá khứ của gia đình, thứ hai là với mục đích ban đầu khi Alex chỉ muốn báo thù cho chú và bảo vệ những người thân. Vậy, câu hỏi được đặt ra đó là có thực sự Alex chỉ muốn báo thù cho Boris hay không, hay anh ta làm tất cả mọi thứ là vì quyền lực? Nếu như là vì quyền lực thì rõ ràng nó lại mâu thuẫn với hai chữ gia đình mà bộ phim coi trọng. Vì quá tập trung vào quá trình báo thù của Alex nên những ảnh hưởng của mafia và những đồng tiền bẩn nói chung đối với xã hội gần như bị bộ phim bỏ qua. Thậm chí, Đại sứ quán Nga tại Anh còn chỉ trích BBC là đã khắc họa không chính xác về việc nước Anh trở thành một sân chơi cho mafia Nga. Câu khẩu hiệu của Mossad cũng bị cho là làm sai lệch ý nghĩa gốc. Cụ thể, ở trong phim, Clayman đã nói với Alex rằng là by deception we will do war, tức là bằng lừa gạt, ta sẽ tạo chiến tranh. Trong khi đó, câu khẩu hiệu thực sự là for by wise guidance you can wage the war, tức là bằng một chiến lược thông minh, ta sẽ tạo chiến tranh. You are doing this for power, the same as all of us. Vadim Kaliagin, vốn được hộ tống bởi rất nhiều vệ sĩ trong suốt chiều dài của phim, lại tỏ ra yếu thế và đơn độc ở tập cuối khi trong lúc nguy cấp nhất lại chẳng có ai bảo vệ. Hơn nữa, tại sao Vadim lại muốn Ilya thả Alex trong khi rõ ràng là Ilya đã tống được Alex vào tù? Và chẳng phải là gặp mặt nhau trong tù sẽ an toàn hơn cho Vadim hay sao? Nhân vật Antonio Mendes tưởng là một doanh nhân vô cùng mưu mô và khó đoán, nhưng cuối cùng lại bị Alex cho ra rìa. Bản thân mình rất hy vọng là một ai sẽ đào sâu hơn vào nhân vật này khi tiềm năng của anh ta trong series là rất lớn. À, còn một điều nữa, trong đoạn mà Alex và Rebecca tìm thấy ảnh hồi còn sinh viên của Antonio trên máy tính, chúng ta có thể thấy rõ đây là hai người hoàn toàn khác nhau, nhưng không hiểu sao Alex vẫn đưa Rebecca đến khu nghỉ dưỡng của anh ta. Và đó là bài review cũng như phân tích của mình về McMafia. Nếu còn nhớ ở tập 1, Clayman nói rằng là Alex có thể ngồi sau máy tính mà vẫn hạ bệ được Vadim, thì chiếu theo cái kết của series, rõ ràng là Alex đã thất bại khi anh đã dấn quá sâu vào thế giới ngầm. Và có vẻ như đúng theo lời Vadim nói rằng Alex sẽ không thể quay đầu và anh sẽ phải từ bỏ tất cả khi dấn thân vào thế giới này. Vậy, đâu là cảm nghĩ của bạn sau khi hoàn thành 8 tập phim của McMafia? Và liệu rằng gia đình nhà Godman sẽ phải đối mặt với những gì trong mùa tiếp theo? Hãy cho mình biết ý kiến của các bạn trong phần comment phía bên dưới video. Mình là Vũ, xin chào và hẹn gặp lại. I don't know who he is anymore. I don't think he even knows himself.